đêm đi bộ ở thành phố Huế. Thì hiện tại là càng về đêm thì càng đông, và Lâm và gia đình đang ăn một cái quán ăn ở ngay chân chúng ta một cái năm rất đông, có thể chúng ta vừa ăn vừa nghe nhạc và thấy là đi shopping nhẹ nhẹ nhàng khu này. Khu này nãy giờ thấy rất là nhiều người nước ngoài ở đây. Đó bạn, vì cái Lâm của Lâm nó hơi nhỏ, vì xung quanh hiện tại đang có vừa nhạc và vừa tiếng người nói chuyện với nhau, cho nên là nó hơi bị ồn, các bạn thông cảm Lâm ha. Cuộc sống miền Tây xin chào các bạn. Hiện tại chúng ta đang đi trên phố đi bộ đường Chu Văn An, thành phố Huế. Và những ngày cuối tuần thì có tổ chức phố đi bộ cho người ta đi tới lui và đi ăn uống giống như là đi mua sắm shopping, rất là nhộn nhịp. Chúng ta an tâm là sẽ không có xe cộ vô đây bởi vì đỡ đầu đường nó được chặn rồi. Có mấy cái quần cái kiểu là lại kìa, mấy cái quần kiểu là lại đẹp á, được hỏi lên lại xịn á, hiệu xịn á. Đây hàng Việt Nam xuất khẩu á nha, hàng Việt xuất khẩu á nha, ok đó, xịn á, nghe là xịn à. Mọi người thấy cá quá trang giống như vậy. Chọc quá chị, chọc.
kêu mẹ em nhở. Bố đó kêu được bố nữa. Đã luôn. Thank you.